Chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn ngon Ánh Vlog. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ đến các bạn một món ăn của Việt Nam. Món ăn này đơn giản nhưng mà nó để dành lâu được nha các bạn. Đó là cái món ăn mình muốn nói đến là thịt kho trứng. Thịt kho trứng vịt ha. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị cái nguyên liệu là ở đây mình có là 3 kg thịt heo. Thịt heo ở đây là mình mua thịt thịt ba chỉ, thịt ba rọi các bạn. Và có 30 kg trứng vịt. Trứng vịt này mình đã luộc luộc khoảng chừng 30 phút. Từ lúc mà các bạn bỏ vô trong cái nước lạnh ha, bắt là nước lạnh lên. Xong mình bỏ vô một muỗng muối. Rồi mình bỏ trứng vô. Thì mình luộc khi nó đến 30 phút là vừa. Các bạn lấy xuống rồi lột ra, thì có người gọi là bóc á, bóc trứng vịt ra, bóc vỏ, cái đó ai cũng biết ha. Còn thịt ở đây thì mình mua về, mình sẽ cho vô muối chanh với lại rượu, rồi mình ngâm khoảng chừng 2 phút, xong mình rửa cho thiệt là sạch. Rồi tiếp tục mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lớn lên, nước nhiều nha các bạn. Đấy, rồi mình bỏ hết vô, mình trụng. Thì trong cái nước đó mình sẽ bỏ sả, gừng. Và đồng thời mình cho muối với lại đường. Một muỗng muối, một muỗng đường, khoảng chừng 10g sả. Rồi một muỗng rượu là khoảng 10ml. Mình cho nước sôi lên, sôi thiệt là sôi. Mình thả những miếng thịt này vô, cho nó luộc khoảng chừng 5 phút. Thì mình lại vớt ra. Vớt ra thì mình sẽ sắc con cờ như thế này. Sắc con cờ như thế này thì mình lại bỏ trở vô nồi nước nữa, mình luộc ha các bạn ha. Luộc vừa chín thôi. Thì mình khuyên các bạn trong cái mùa dịch này thì mình nên làm như vậy đó, để cho nó an toàn cho mình, cho người nhà của mình luôn, và cho mấy đứa nhỏ nó ăn để dành được. Rồi, cái giới thiệu những thành phần chính thì đây mình sẽ tiếp tục nha. Ở đây mình có khoảng 20g ớt. Ớt này là ớt sừng, ớt đỏ đó các bạn. Mà nó không có cay, mình băm ra. Băm ra để mình lấy cái màu của nó cho nó đẹp. Và mình cho ít cái ớt hiểm á, là mình không băm. Cái ớt hơi nhỏ đó, mình không băm, ớt đó mình để vậy. Rồi tí hồi ai muốn ăn thì tự ăn, chứ mình để vô vậy thì nó sẽ không cay. Và ở đây mình cho 5g tiêu nè, 5g bột ngọt, 5g hạt nêm. Và ở đây mình có 20g tỏi. Ở đây mình có 10g muối, 20g đường. Và khoảng chừng 20ml nước mắm. Trong cái chén này thì mình có hỗn hợp 3 thứ nè các bạn. Nước tương mình cho 10ml. Rồi dầu hào, dầu mè mỗi cái là 5. Thì ở đây mình có 20 nè, 20ml hỗn hợp. Và cuối cùng thì mình sẽ có khoảng chừng 20g nước màu dừa các bạn ha. Và tiếp tục nữa thì mình có 20g củ hành tím đã bốc sẵn. Đó, ngày hôm nay mình sẽ kho cái món thịt kho trứng. Mình tiêu phải nước đen đen à. Nước mắm để giới thiệu rồi. Và mình đã giới thiệu với các bạn vậy ha. Cái này thì mình để ăn khoảng được 1 tuần ở trong ngăn mát. Các bạn kho hơi mặn xíu. Các bạn nhớ là cho muối nha. Muối nhiều một tí nữa thì hơi mặn. Rồi đến khi mình ăn bánh mặn quá thì mình sẽ cho nước vô hoặc nước dừa tươi á. Thì mình sẽ hòa lại nó vừa. Và mình không quên giới thiệu các bạn, hôm nay mình kho, trong cái nồi kho mình sẽ có 3 trái dừa tươi nha các bạn. Và đây tiếp tục mình sẽ chuẩn bị một cái chảo to như thế này. Mình cho vào đây là 10ml dầu ăn nha các bạn. Mình chờ đợi đến khi dầu nóng lên. Nó nổ như thế này là nó chưa đó. Mình đợi nó hết nổ đi. Rồi bây giờ dầu đã nóng rồi, mình sẽ cho tỏi nè và cho hành củ vô, mình đảo hả các bạn. À,
các bạn thấy là tại sao mình không có băm ra? Tự vì cái này là mình kho thịt, mình ninh nó sẽ hơi lâu. Nếu mà mình băm ra nó sẽ nhừ hết, nó không ngon. Và tiếp tục thì mình sẽ cho thịt vô nha các bạn. 2 phút rồi đó. Rồi mình sẽ xào lên. Cái thịt này mình đã trụng qua nước rồi. Trụng sơ qua rồi đó. Và mình ở đây mình giới thiệu các bạn ha, một cái nồi mình chuẩn bị nước sôi nè, trong này có 3 trái dừa với lại 3 lít nước. Và bây giờ mình cho tất cả hỗn hợp vô. Ở đây là nước tương với dầu hào, dầu mè. Và đây là nước màu nè. Nước màu dừa các bạn. Mỗi cái một ít. Và đường, muối và hạt nêm, bột ngọt nha các bạn. Và nước mắm này, tiêu đấy. Rồi bây giờ mình xào lên, xào cho cái gia vị nó thấm vô cái miếng thịt. Bạn xào như thế này á, cho nó khoảng 5 phút nha. Cứ đảo đều như thế này 5 phút. Thì mình sẽ cho qua cái nồi nước dừa tươi và cái nước sôi á, mình đã cho một cái nồi lớn rồi. Và nó sôi á, khoảng chừng 30 phút thì mình sẽ cho trứng vô. Trứng vịt vô ha các bạn. Đấy, cho nó thấm. Giờ mình... Và đây các bạn ha, thấy ha, giờ nó đã thấm rồi, nó thấm gia vị. Thì bên đây mình sẽ cho một muỗng bơ. Cái này nó khoảng 5g thôi nha các bạn. Tại sao người ta nói ủ có thịt nó béo rồi bơ nữa, bơ ít lắm, sao hết á. Tại vì cho bơ nó sẽ tạo cái sự khác biệt. Rồi mình cho tỏi vô ha. Chứ hồi xưa giờ mình kho kiểu hồi xưa giờ thì nó cũng vẫn vậy. Nồi nào cũng như nồi nấy nè. Ăn hoài nó có một kiểu một. Giờ mình phải chế biến khác đi. Đây là mật ong nè các bạn. Cho vô 10ml mật ong nữa. Đấy, rồi mình xào lên. Các bạn thấy ha, ớt này nè nó không, nó cay nè. Còn ớt băm ra thì nó không cay. Ớt băm ra nó sẽ tan với nước đó, nó tạo cái màu cho nó lạ đẹp. Nấu ăn ngoài ngon á, thì mình cũng phải đẹp đó nha các bạn. Rồi các gia vị nó đã thấm vào nhau thì bây giờ mình chuẩn bị ha, mình cho vô qua một cái nồi nước. Đây các bạn, cái nồi nước sôi thì trong này nãy mình giới thiệu với các bạn mình có 3 trái dừa tươi, cái nước dừa nha, và mình có thêm 3 lít nước lọc nữa. Thì bây giờ nó đã sôi lên rồi nè. Cái thịt này mình sẽ cho vô ha. Thịt xào hồi nãy đó, mình cho vô. Xào cho thấm gia vị trước rồi bây giờ mình cho nó vô đây. Bây giờ mình ninh với lửa nhỏ. Thì các bạn ninh khoảng 30 phút là nó mềm, nó vừa ăn rồi. 30 phút là được hả các bạn ha. Cứ cho nó vừa hết. Đây các bạn, cái nồi thịt hồi nãy mình xào gia vị đó, thì bây giờ mình cho vô nồi lớn như thế này, có nước dừa tươi với nước lọc, thì mình ninh nha các bạn. Ninh khoảng nửa tiếng, nhưng mà các bạn cho lửa nước sôi lên thì các bạn sẽ cho hạ lửa riu riu thôi. Trên dưới á, nó sôi lên là để 30 phút là vừa. Rồi xong á, các bạn sẽ cho trứng vô sau.
trứng thì bây giờ mình chưa cho vô giờ đâu ha, để cho thịt nó chín mềm tí. Các bạn nhớ là không để nắp nha, cái này không để nắp. Rồi mình chờ nha. Và đây các bạn, cái nồi thịt kho này nó đã 30 phút, lúc nãy mình có nói với các bạn đó ha. Trứng này thì lúc 20 phút thì mình đã thả vô rồi. Mình thả vô trứng luộc nè. Lúc thả vô mình không quay cho các bạn coi ha, thì giờ mình giới thiệu lại ha. 20 phút thì các bạn cho cái trứng này vô. Bây giờ thì nó đã 30 phút. Và tiếp tục mình sẽ cho cái trứng cút. Trứng cút này là các bạn, trứng cút nhỏ nhỏ mình chiên lên. Mình chiên cho cái da nó nổi như thế này nè, cho mấy đứa nhỏ nhà nó rất là thích. Mấy đứa cháu mình á, nó thích ăn cái trứng này. Là mình cho thêm vô. Và các bạn á, làm á thì lúc mình kho á, mình cho cái lửa riu riu thôi nha. Lửa riu 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 như thế này nè. Và mình canh mình vớt bọt, ví dụ có bọt thì mình vớt, để cho cái nước này nó trong. Cái nước thịt kho nó trong. Các bạn thấy ha, nước nó trong veo à. Và mình cho cái nước nhiều như thế này nè. Để ở nhà có nhiều khi ăn cá đó, con mình có nhiều đứa nó thích ăn cá, thì mình sẽ lấy cái nước này nè, mình kho với cá nữa cho nó ăn. Hoặc là ăn nước không thì cũng ngon các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nếm lại nha, coi nó vừa ăn chưa. Mình sẽ nói cho các bạn nghe ha. Cái mình kho cái nồi này á thì nó hơi mặn mặn, một chút ngọt, một chút đậm đà của cái bơ các bạn. Nó nghe như cái mùi, nó giống như cái mùi thịt bò. Hơi hơi vậy đó. Nó không phải là mùi heo nữa, hơi hơi luôn ha. Nó lạ lắm. Thì các bạn thử xem, làm thử thôi. Thì mình ăn mình mới cảm nhận được. Mình biến tấu là như vậy cho nó lạ một chút, khác biệt một chút. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình tắt bếp ha, mình sẽ múc ra để trình bày cho các bạn xem nha. Mình sẽ cho một cọng này lên trang trí cho đẹp. Đây các bạn nha. Đấy. Một cái nồi thịt kho trứng của mình đã xong rồi. Nó có nạc. Nó còn ít gân gân mỡ mỡ và trứng cút như thế này. Để các bạn nên làm như này ha. Mình để dành mình ăn từ từ cho mấy đứa nhỏ, người lớn gì cũng thích lắm. Và mình luôn đây mình sẽ giới thiệu các bạn như thế này. Có một món ăn chay bữa hổm mình giới thiệu các bạn đó. Mình chiên nè. Bạn thấy không? Khô nè, khô lăn phồng nè. Mình để trong tủ lạnh đó. Đó, mình chiên vài miếng vậy nè, rất là ngon. Thì người lớn mình có thể ăn những cái miếng này. Rồi miếng này để dành cho nhỏ. Để mình ăn mình tránh đi ra ngoài nhiều các bạn. Hiện nay ở ngoài nó không được tốt. Ngoài đường thì chính phủ mình cũng kêu gọi là người dân hạn chế đi. Thành thử ra mình phải thượng tôn pháp luật. Đó, mình kho như thế này mình để dành cho mấy đứa nhỏ được rồi. Nha các bạn, người lớn. Và đây có món chay rất là ngon, khô lăn phồng chay. Đó, mình giới thiệu luôn ha, mình chiên gì ngon lắm. Các bạn chiên sẵn, nếu mà nó mềm quá thì mình cho vô chảo. Đừng có cho dầu, cho nóng lên là nó giòn lại. Còn hoặc là bạn chiên rồi cho vô bịch, ngồi cho vô bịch để dành đó, nó giòn. Và các bạn ơi, cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nấu ăn ngon. Ánh Vlog xin mến chào các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, an lạc mỗi ngày nha các bạn.